Chào mừng đến với chuyên mục Tiêu Điểm Tướng của Liên Minh Huyền Thoại với sự góp mặt của Sinh, Dược Sĩ Điền. Sinh là một tướng đỡ đòn khá đặc biệt với khả năng gây sát thương phép bằng kỹ năng phun độc của mình. Vị tướng này cũng được mệnh danh là một trong những cỗ xe tăng cứng cáp nhất trong Liên Minh Huyền Thoại với khả năng phục hồi cực kỳ khủng khiếp bằng chiêu cuối thuốc hóa điền. Giáp cường hóa là kỹ năng nội tại của Sinh, giúp tăng thêm máu tương ứng với lượng năng lượng của vị tướng này. Đây là kỹ năng khiến cho Sinh có thể đạt đến con số 3.000-4.000 máu chỉ với vài trang bị đơn giản, đồng thời giúp khả năng đỡ đòn của vị tướng này được gia tăng đáng kể. Kỹ năng đầu tiên, phun khói độc. Sinh phun ra một giải khói độc và gây sát thương lên những kẻ địch dẫm phải. Phun khói độc là kỹ năng chính để dọn dẹp lính cũng như rút máu đối phương. Với kỹ năng này, rất ít tướng có khả năng truy đuổi được Sinh. Bởi nếu không để ý, chúng ta sẽ hết máu trước khi chạm được vào tên dược sĩ điên này. Keo siêu dính, Sinh ném ra đất một chất keo dính, làm chậm những kẻ địch bước qua khu vực đó. Keo siêu dính có tầm sử dụng tương đối xa và khả năng làm chậm tốt, nên Sinh cũng có khả năng cầm chân mục tiêu ở vào mức tạm được. Đặc biệt, khi ở những địa hình hẹp, Sinh có thể khóa hoàn toàn một lối đi, mang lại rất nhiều lợi thế cho cả đội. Hất, đúng như cái tên của mình, Sinh gây sát thương và ném kẻ thù về phía sau. Hất là lý do chính khiến cho không kẻ địch nào dám đứng lại mỗi khi thấy Sinh lao hùng hục vào bản thân, ngoại trừ những tướng đỡ đòn. Với hất, Sinh hoàn toàn có thể bắt cóc những tướng quan trọng của đối phương và ném về cho đồng đội liên hoàn xác thịt. Tuyệt chiêu cuối, thuốc hóa điên giúp Sinh gia tăng các chỉ số và giảm thời gian chịu các kỹ năng vô hiệu hóa. Khi kích hoạt thuốc hóa điên, Sinh sẽ hóa thành một con quái vật thực sự và có thể đột phá thẳng vào hàng ngũ của đối phương để tung hoành. Thuốc hóa điên cũng giúp Sinh phục hồi khi còn ít máu ở giai đoạn trụ đường. Phun khói độc có khả năng đốt máu theo thời gian, nên nếu tinh quái, chúng ta có thể gây được một lượng sát thương khá lớn với kỹ năng này. Trong tình huống dưới đây, do để lại một lớp khói độc trên mặt đất, nên Sinh vẫn có thể kết liễu Thresh sau khi bị ngã gục bởi trụ. Lưu ý, phun khói độc có tỷ lệ sức mạnh phép thuật cộng thêm lên đến 90%. Kích hoạt thuốc hóa điên để tăng tốc, Sinh đã rút ngắn khoảng cách với Thresh. Ngay sau đó là một cú keo siêu dính chuẩn xác để giữ chân đối phương. Và mặc dù Thresh đã sử dụng tốc biến, Sinh vẫn kịp hất mục tiêu về phía sau. Kết hợp với khói độc và thiêu đốt, Thresh đã phải nằm xuống một lần nữa. Đây là tình huống mà độ trâu bò của Sinh đã được chứng minh. Dính phải cú kéo từ Blitzcrank và ăn rất nhiều sát thương, Sinh vẫn có thể chịu đòn để chờ đồng đội đến trợ giúp. Sau đó, mặc dù Virus và Vi đã phải nằm xuống, song Sinh vẫn còn đủ máu để tiếp tục câu giờ. Và lần này, Lee Sin cùng Ash là những người phải rút lui vì bị rút máu bởi khói độc từ Sinh. Một tình huống khác về khả năng đỡ đòn của Sinh, ăn án tử của Thresh và bị kéo về cùng với rất nhiều chiêu thức từ kẻ địch, Sinh vẫn còn đến 1/3 lượng máu của mình. Dược sĩ điền tiếp tục có quay, kéo dài thời gian để đồng đội gây sát thương. Sau khi giúp đồng đội hạ gục hai kẻ địch, Sinh chỉ nằm xuống khi rơi vào tầm bắn của trụ, hoàn thành nhiệm vụ đỡ đòn của mình. Là một tướng đỡ đòn, chúng ta cần ưu tiên 21 điểm vào nhánh phòng thủ để gia tăng độ cứng cáp của Sinh. Đồng thời, với khả năng gây sát thương phép thuật của mình, chúng ta sẽ dành thêm 9 điểm còn lại vào nhánh tấn công để lấy điểm thứ 9, tăng 8% xuyên kháng phép. Bảng bổ trợ khuyên dùng sẽ là 9-21-0. Bảng ngọc bổ trợ cho Sinh cũng không có gì quá đặc biệt. Hãy chọn ngọc đỏ xuyên kháng phép, ngọc vàng tăng giáp, ngọc xanh tăng kháng phép và ngọc tím tăng sức mạnh phép thuật. Bộ ngọc này sẽ giúp Sinh trở nên tương đối trâu khi mới vào trận, đồng thời có thêm một chút sát thương ở kỹ năng phun độc. Tăng tốc và thiêu đốt là hai phép bổ trợ phù hợp nhất với Sinh. Tăng tốc sẽ kết hợp với chiêu cuối của vị tướng này, biến Sinh thành một vận động viên điền kinh thực thụ, còn thiêu đốt sẽ giúp kết thúc kẻ thù trong trường hợp độc dược của Sinh chưa đủ sức mạnh. Nếu không thích thiêu đốt, hãy lựa chọn dịch chuyển để có thể hỗ trợ đồng đội trong những tình huống cần thiết. Khởi đầu với lọ pha lê, bình máu và một mắt là phương án an toàn cho vị trí đường trên. Khi về nhà lần đầu tiên, hãy cố gắng có được đá bảo hộ hoặc nước mắt thiên sứ để cải thiện lượng năng lượng cũng như máu của bản thân. Sau đó, tiếp tục nâng cấp đá bảo hộ lên gậy ngàn tuổi và khi nước mắt thiên sứ đạt đủ 750 năng lượng, nâng cấp trang bị này một lần nữa để có quyền trượng đại thiên sứ. Tất nhiên là không quên mua giày trước đó. Lúc này, chúng ta nên trang bị khiên băng Raduin để có thêm giáp và khả năng cầm chân đối phương. Trang bị tiếp theo sẽ là gậy đầu lâu, tăng kháng phép, sức mạnh phép thuật và trừ kháng phép của những kẻ địch xung quanh.
Lựa chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình hình của trận đấu. Nhưng nếu muốn một trang bị an toàn, hãy sắm cho mình chiếc băng Rely. Khi có đủ 6 trang bị này, bạn đã thực sự trở thành một mục tiêu không thể bị hạ gục. Để chống lại Sinh, cách tốt nhất là sử dụng những vị tướng có khả năng dồn sát thương để hạn chế tốc độ phục hồi kinh người của vị tướng này. Nếu không thể hạ gục hắn thật nhanh, những trang bị hoặc kỹ năng làm giảm khả năng phục hồi cũng là một lựa chọn không tồi. Điển hình như Miss Fortune, Tristana hay Quỷ Thư Morello gươm đồ tể. Cuối cùng, những kỹ năng vô hiệu hóa sẽ là chìa khóa để cầm chân cỗ xe tăng này, không cho hắn áp sát và hất tung chúng ta về phía đồng đội. Các bạn vừa theo dõi tiêu điểm tướng Sinh, Dược Sĩ Điên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.